Em tưởng giao xe máy chứ. Xin lỗi. Okay, cảm ơn anh. Wow, nút về đây anh em ơi. Ra bằng ô tô luôn ạ. Xịn đã chữa UPS. Nút bạc đã về anh em ạ. Nút bạc thì tôi nghĩ là chắc cũng nhiều người gọi là review rồi. Nhưng mà cái cảm giác cầm trên tay cái nút bạc của mình nó khác lắm mọi người. Tôi có chuẩn bị một cái cân các cậu ạ. 1.2kg, 1.3kg các cậu ạ. Vừa là cái bịch mà vừa là băng keo luôn. Có một lớp xốp. Congratulations on your subscriber meals to be. Chúng ta có một bức thư ha. Thì cái này được in trên một tờ bìa cứng. Do you remember your first subscriber? À, bạn có nhớ ai là người đầu tiên đăng ký kênh của bạn? Không nhớ mọi người, không nhớ. Cái này chắc mình cũng sẽ không bỏ đâu. Một cái rất là tuyệt vời, thật sự. Đã được đựng ở trong đây. Rồi, hết rồi nhá. Hết rồi. Ui, nặng tay phết mọi người ạ. Vẫn còn nữa. Ok, đại khái là hãy chia sẻ cái này cho nhiều người biết tới nữa. Nút bạc, đây là nút vàng, đây là nút kim cương. Chúng ta sẽ cố gắng đạt được cái nút vàng vàng này nhá anh em. 850g. Ui, nó bóng chưa? Đây này, đằng sau có lỗ để gài luôn. Một cái lớp nhung. Tôi soi gương được luôn các ông ạ. Các ông có nhìn thấy không? Bằng nhôm. À, quá tuyệt vời. Đó, thuế là 518, tổng cộng tiền thuế. Còn tiền của cái nút bạc này là 1.328.100 đồng. Wow, không rẻ một chút nào. Mình nghĩ là để đạt thêm một nút bạc nữa thì sẽ dễ hơn là đạt được một nút vàng. Thế nên là cố gắng trong năm nay mình sẽ hốt thêm một nút bạc nữa nhé. Hy vọng là anh em vẫn còn yêu quý và ủng hộ mình. Nhân các câu chuyện ăn bông nút bạc thì mình cũng muốn nói với anh em là có người này người kia. Người thì thích kiểu ăn kiểu này, người thích ăn kiểu kia. Có người thì thấy này ngon, mình thì thấy không ngon chẳng hạn. Thế nên là tất cả những cái bài đánh giá của mình nó sẽ đều ở cái mức chung chung thôi nha. Nó không có quá gọi là phiến diện đâu. Mọi người xem thì cố gắng rồi. Chỉ nằm ở cái vấn đề về số lượng thôi nha. Về cái số lượng, về cái không gian quán, các kiểu tới order như thế nào, menu có những gì, giá tiền bao nhiêu. Vậy thôi. Và quan trọng nhất là mình cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình nhá. Tôi có nút bạc, bạn cũng thế.